Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 30 trang 19 của chương trình đại số lớp 7 các em nhé. Đó là bài của bài 5 là bài đối thử của một số tỉ. Bài 30 như sau. Tìm x viết câu A là x chia cho âm 1/2 mũ 3 thì bằng âm 1/2. Ở đây các em nhìn vào, ta có x này, đóng vai trò là số bị chia. Trừ 1/2 mũ 3 là số chia, cái này là thương. Vậy muốn tìm số bị chia thì em lấy thương nhân với số chia. Vậy x của chúng ta sẽ bằng âm 1/2. Các em nhân với âm 1/2 tất cả mũ 3. Âm 1/2 đứng một mình. Đứng một mình thì nó có nghĩa là mũ 1. Đấy, các số đứng một mình thì các em xem như là mũ 1. Vậy ở đây các em sẽ áp dụng công thức là A mũ M nhân A mũ N thì nó sẽ bằng A mũ M cộng N, đúng không ạ? Hai cái này cùng cơ số là trừ 1/2. Vậy các em giữ nguyên cơ số, lấy số mũ cộng với nhau. Như vậy kết quả chúng ta x nó sẽ bằng trừ 1/2 mũ 1 cộng 3, đúng không? Và x sẽ bằng trừ 1/2 mũ 4. Trừ 1/2 mũ 4, vậy trừ 1 mũ 4 lên thì bằng 1. 2 mũ 4 lên, tức là có 4 con số 2 nhân nhau, 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bằng 16, đúng không? Như vậy x sẽ bằng 1/16. Vậy câu A của chúng ta, nghiệm của chúng ta là x bằng 1/16. Em kết luận lại. Vậy x bằng 1/16. Sang câu B như sau. 3/4 tất cả mũ 5 nhân với x bằng 3/4 mũ 7. Cái này đóng vai trò là thừa số nhân với thừa số để đủ tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì các em lấy tích chia thừa số đã biết. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng 3/4 tất cả mũ 7 là tích, chia cho thừa số đã biết là 3/4 mũ 5. Đây là chia hai cái lũy thừa cùng cơ số. Cùng cơ số là 3/4. Vậy các em giữ nguyên cơ số, lấy số mũ trừ cho nhau. X của chúng ta sẽ bằng 3/4 mũ 7 trừ 5. Và x của chúng ta bằng 3/4 mũ 2. 3/4 mũ 2 tức là nó sẽ bằng 3 mũ 2 chia 4 mũ 2. Vậy x sẽ bằng 9/16. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 31. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số là 0,5. Bây giờ cô sẽ xóa bảng đi nhé. Ta có bài 31. 0,25 tất cả mũ 8. Để biết về cơ số bằng 0,5 thì em xem thử 0,25. 0,25 này này thì bản chất của nó sẽ bằng 0,5 mũ 2. Đúng chưa? 0,5 nhân với 0,5 thì bằng 0,25. Cái này, cả cái biểu thức này của chúng ta là bằng 0,25 tất cả mũ 8. Vậy em tất cả mũ 8 lên. Đúng chưa? Vậy ở đây là gì? Lũy thừa của lũy thừa, đúng không ạ? Vậy các em phải lấy là A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân với N. Vậy ở đây nó sẽ bằng là 0,5 mũ 2 nhân 8, phải không nào? Vậy thì nó sẽ bằng 0,5 mũ 16. Như vậy các em sẽ đưa được mà 0,25 mũ 8 đưa về cơ số 0,5 thì bằng 0,5 mũ 16. Tiếp theo, câu B. Ý tiếp theo là 0,125. 0,125 mũ 4. Vậy các em xem thử, 0,125 này thì bằng 0,5 mũ mấy? 0,5 nhân với 0,5 thì bằng 0,25.
nhân tiếp với 0,5 nữa thì nó sẽ bằng 0,125. Như vậy con 0,125 này bằng 3 con số 0,5 nhân với nhau, đúng không ạ? 0,5 nhân 0,5 nhân 0,5, như vậy bằng 0,5 mũ 3. 0,5 mũ 3 chính bằng cái con là 0,125 này. Đây, toàn bộ cái biểu thức này nó bằng 0,125. Và 0,125 mũ 4, như vậy tất cả cái này phải mũ 4 lên, đúng không ạ? Và đến đây thì các em áp dụng quy tắc A mũ M, tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N, vậy nó bằng 0,25 mũ 3 nhân 4, đúng chưa? Bằng 0,5 mũ 3 nhân 4, như vậy nó bằng 0,5 mũ 12. Tóm lại là số 0,125 mũ 4 khi đưa về cơ số 0,5 thì nó sẽ bằng 0,5 mũ 12. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 31, đúng không ạ?